ta sẽ đến một cái phần mà cũng có rất nhiều bạn hỏi là thế thì học tiếng Anh có tiếng Anh tốt thì khi vào công ty trong môi trường của công ty ví dụ như là trong môi trường của Gameloft chẳng hạn thì bạn ấy sẽ được tận dụng được cái kỹ năng tiếng Anh thì nó sẽ được tận dụng ở trong công việc như thế nào, và sau đó thì là đến những cái cơ hội thăng tiến sau đấy nó sẽ ra làm sao, liệu liệu có sự khác biệt gì so với những cái bạn mà tiếng Anh tầm trung rồi những bạn tiếng Anh tầm cao hay không. Thì xin mời anh Dũng sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cái trải nghiệm ở Gameloft nhé. Về cái tiếng Anh áp dụng trong cái công việc thực tiễn ấy, thì mình cũng muốn nhấn mạnh lại cái ý của anh Long nói đấy là đừng coi tiếng Anh làm cái mục tiêu để học, mà nó là một cái công cụ, thì mình càng sử dụng nhiều, mình càng đặt mình vào trong cái môi trường có nó, cần đến nó thì mình sẽ tốt lên thôi. Thì ở những cái công ty như kiểu Gameloft là những công ty mà có các studio ở nước ngoài và có làm việc thường xuyên với các đối tác nước ngoài và cái ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh ấy, thì tất cả mọi vị trí đều phải biết đọc tiếng Anh, viết tiếng Anh, và đấy là hai cái cơ bản ai cũng sẽ phải có. Tuy nhiên là khi các bạn càng lên những cái vị trí chuyên viên và càng lên những cái vị trí quản lý thì lúc đấy các bạn sẽ cần nhiều và tốt hơn cả cái kỹ năng nghe nói nữa để có thể trao đổi trực tiếp với cả các đối tác cả trong và cả ngoài công ty. Đấy là cái về cái yêu cầu cho công việc. Còn về cái thu nhập cũng như là về cái tác dụng của tiếng Anh như thế nào thì ở đây anh có để share một cái mind map. Đây thì anh sẽ đi thẳng luôn vào đến cái lợi ích của cái việc giỏi tiếng Anh đi. Thì ở đây có ba cái lợi ích lớn nhất ấy. Thứ nhất là mình sẽ có thể có quyền, mình sẽ có khả năng để mình tham gia được vào những cái ngành tốt và những cái môi trường tốt. Mà như ngay ở phần đầu chương trình thì anh Long có nói đó là marketing này, công nghệ này. Đấy là những cái ngành mà nó đang phát triển nhanh, phát triển nóng. Thì những cái thứ mà phát triển nhanh và phát triển nóng như vậy thì thường là nó sẽ đến từ các cái nền kinh tế phát triển như là Mỹ, Pháp, các thứ. Thì tất cả các cái nguồn thông tin của nó đều sẽ là từ tiếng Anh cả. Nếu mình không cập nhật những nguồn thông tin đấy mà mình cứ phải chờ lệ thuộc vào việc là được dịch ra tiếng Việt. Và thậm chí cái việc dịch đấy là rất nhiều khi là nó sai nữa. Rất nhiều lần anh mua sách tiếng Việt mà mình đọc mình không hiểu luôn. Mình phải tìm cái bản gốc tiếng Anh mình đọc mình mới hiểu được. Thì cái việc đầu tiên là mình tham gia được vào những cái ngành đấy đã. Sau đó thứ hai thì là cái tốc độ phát triển của bản thân của mình sẽ cao hơn. Vì mình có thể đọc được tài liệu, mình có thể tiếp cận các cái khóa học chuẩn quốc tế mới nhất, tiếp cận với cả các cái chuyên gia. Thì tổng kết hai cái thằng này lại nó dẫn đến việc mình có thể mở rộng cái tầm nhìn và cái tư duy ra, thì nó sẽ phát triển cái kỹ năng mềm của mình là những kỹ năng mà anh Long nhấn mạnh lúc nãy, đó là kỹ năng thích ứng này, rồi thì là kỹ năng học những cái mới, đặt một cái Excel, một cái mô hình rất là đơn giản như thế này. Tức là bạn hãy hình dung là có ba bạn đều rất chăm chỉ, đều rất nỗ lực và luôn luôn cố gắng làm việc của công việc, tư duy tốt, nhưng chỉ khác nhau mỗi một điểm là tiếng Anh thôi. Có một bạn thì hoàn toàn không có tiếng Anh, thì khi đó thì bạn chỉ có thể làm việc ở một số ngành ổn định và ở một số cái môi trường nó rất là hạn hẹp trong thị trường trong nước không thôi, không thể làm ở những cái môi trường khác và những cái công việc ngành khác được. Dũng có Bạn thể zoom B, to lên một xíu cho các bạn nhìn nó rõ rõ được ok, không? Biết các bạn nhìn không? Zoom to cái bạn bảng. Ok. Nhìn bạn chưa nhỉ? B thì tiếng Anh ở mức cơ bản, nghe đọc được, nhưng mà viết thì khó khăn và rất ngại nói. Cái này là mình thấy dẫn trên thực tế của mình thôi. Kể cả những bạn có cùng một điểm là 6.5 IELTS chẳng hạn, nhưng mà bao giờ ở Việt Nam mình thấy là cái phần đọc và phần nghe điểm cũng cao hơn, nhưng phần viết và phần nói thì điểm sẽ bị thấp hơn. Còn bạn C thì là tiếng Anh tốt và trau dồi liên tục. Thì các bạn nhìn hình dung là cái lương khởi điểm có thể nó sẽ không khác nhau quá nhiều. Bởi vì dù là những ngành hot hay là gì thì nó cũng có cái giới hạn của nó, đều là những người mới bắt đầu cả. Thì ở đây mình đã để cái mức rất là thấp, mình đã để cái mức chênh lệch rất là thấp, cứ cho là 7 và 9 đi. Thì trong quá trình làm việc ấy, sẽ có những cái điều này xảy ra này. Thứ nhất là cái tăng lương hàng năm, nó tùy thuộc cái performance, cái năng lực và cái hiệu quả làm việc của mình. Và cái này nếu các bạn nhìn lại nó sẽ ảnh hưởng bởi cái tốc độ phát triển bản thân cao này. Thì những ai mà có khả năng tiếng Anh tốt và tiếp thu được nhiều kiến thức, tư duy tốt thì đương nhiên là cái tốc độ tăng của người ta sẽ hàng năm sẽ tăng cao hơn rồi. Ngoài ra cứ tầm khoảng 2 năm thì nếu các bạn phấn đấu thì các bạn sẽ có thể thăng chức.
từ vị trí junior lên junior 2, lên senior 1, lên senior 2, hoặc các bạn đổi công ty, thì bao giờ ở những cái thời điểm đấy các bạn cũng sẽ có những cái sự tăng về thu nhập nó ở cái mức nó cao hơn so với cái mức tăng mang tính chất là định kỳ hàng năm. Và đặc biệt là có cái này là cái mà anh cũng rất là suy nghĩ trong việc là mình đặt cái con số gì vào đây. Đấy là việc mà các bạn phải đổi ngành, các bạn phải lên hẳn một cái thang bậc mới, không còn là chuyên viên nữa mà mình làm quản lý, không còn là chuyên viên nữa mà mình thực sự là chuyên gia, không còn là đi làm cho một công ty nữa mà mình có thể làm freelance, làm remote. Nó anh gọi chung nó là nâng cấp sự nghiệp. Thì cái nâng cấp này anh nghĩ là cách đây khoảng 5 10 năm nó có thể nó còn nhiều, nó còn lâu, nó có thể 10 năm, 12 năm. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là nó sẽ càng ngày nó càng nhanh lên. Ví dụ các bạn có thể follow hiện tại những cái thứ đang rất hot, nó rất là nổi như là blockchain này, DeFi này, GameFi. Những cái thứ đó nó rất là mới và nó tạo ra một cái cơn sóng rất là khủng khiếp trong các cái công ty công nghệ. Bây giờ tất cả mọi người tràn sang làm những thứ đấy. Mà chỉ cách đây 3 4 năm là gần như là chưa có ai làm cái đấy cả. Thì anh nghĩ là cái này nó sẽ càng ngày nó sẽ càng ngắn đi nữa. Đấy. Thì với cái con số như thế này, theo các bạn thì chưa tính gì đến chuyện là dùng tiền nhàn rỗi để mang đi đầu tư hay là để mang đi kinh doanh đâu nhé, chỉ tính riêng đơn thuần là thuần túy là lấy lương về thôi. Thì sau 5 10 năm theo các bạn là liệu cái bạn C này có được gấp đôi bạn A không? Các bạn thử cho con số vào comment xem nào. Anh Dũng cho một cái tín hiệu là có thì là một nhá Thôi hay là nhưng không mà thì là ở đây em có thể vì thời gian cũng không có nhiều thì em muốn prefer là để trả lời câu hỏi thì sẽ tốt hơn. Thì ở đây là cái mức lương tăng trưởng, các bạn có thể thấy rằng là mới đầu thì có thể sẽ không khác nhau nhiều nhưng mà về sau thì nó sẽ khác nhau rất nhiều. Và nếu mà nhìn cái tổng thu nhập này, giả dụ như các bạn có thể tìm được một người bạn đời phù hợp và tìm cách xoay sở chúng ta chi tiêu bằng một lương thôi và lấy lương còn lại là để đầu tư, để tiết kiệm. Thì đâu đó sau 10 năm thì các bạn sau sau 10 20 năm nó sẽ là sự khác biệt giữa việc các bạn là một người khá hay là một người thực sự là có tiềm lực vững vàng về tài chính, nó sẽ ít nhất là gấp 3 lần. Và những con số này thì nó cũng không hề là cao đâu. Nó không hề là cao, nếu mà so với những trường hợp của anh thì nó cũng không phải là cao, so với nhiều người khác anh biết nó cũng không phải là cao. Thì đấy là một cái mô hình mà các bạn có thể giúp gọi hình dung ra được cái lợi thế của nó, của cái việc là có tiếng Anh. Tất nhiên là tiếng Anh nó chỉ là một phần, mà cái phần kỹ năng mềm, kỹ năng thích ứng, kỹ năng học tập và phát triển bản thân nó quan trọng hơn rất nhiều. Thì thay vì ở đây có câu hỏi của cái chương trình ấy có nói đến chuyện là tiếng Anh là chìa khóa cho Dream Life, thì cá nhân anh thì anh không không thích cái chữ, anh cảm thấy cái chữ chìa khóa ấy nó chưa phù hợp lắm. Nhưng mà nếu các bạn hình dung như là cái sự nghiệp của mình nó như là một chiếc xe đấy, thì các cái kỹ năng về học tập, kỹ năng về phát triển bản thân, kỹ năng tương tác với người khác nó là động cơ và tiếng Anh nó là cái dầu máy. Nếu không có cái dầu máy đấy không tốt, các bạn sẽ buộc phải đi rất chậm hoặc là sẽ đóng máy và sẽ bị khựng lại đâu đó 5 10 năm xong cái quá trình sự nghiệp của mình sẽ đến một cái điểm mà mình sẽ không thể phát triển được nữa, mình sẽ không thể tiếp cận được với cả những cái ngành tốt, môi trường tốt, những công việc mới mà càng ngày nó sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn của một cái môi tư duy quốc tế. Và tất nhiên là nếu bạn học tiếng Trung, tiếng Hàn, mình nghĩ là nó cũng rất tốt, bởi vì như anh Long có nói thì mỗi một cái ngôn ngữ nó sẽ mở ra một cái vùng mới để mình tiếp thu kiến thức và mình phát triển văn hóa của mình. Nhưng mà anh nghĩ là cái tiếng Anh nó là cái vùng lớn nhất ở hiện tại. Cho nên là không tội gì mà không improve nó lên cả. Chúng ta hoàn toàn có thể học hai ngôn ngữ mà. Mà trong cái hành trình của Dũng, khi mà anh Dũng mà tiếng Anh thì gọi là tạm gọi là tiếng Anh bồi đi có được không Dũng, cái Đúng thời khởi rồi, tiếng đầu Anh. ấy Vợ đấy, em thì gọi là thì tiếng Anh lúc hoang dã đấy. thì tiếng Anh bồi này, xong rồi là CV bằng cấp thì lại gọi là bỏ học giữa chừng đúng không, nên là không có bằng này. Thế thì lúc đấy có lúc nào đấy Dũng cảm thấy mình thua thiệt hoặc là áp lực hoặc là bị thua kém so với những người khác, hay là cái nỗ lực của mình không ai hiểu được, hay là cái mong muốn của mình không ai hiểu được, có gì đấy mà giống như bây giờ các bạn hay gọi là FOMO, hay là hay gọi là peer pressure, tức là áp lực từ
nhìn thấy bạn bè của mình các thứ ấy. Có khi nào cũng rơi vào trạng thái như thế không? Hồi đấy thì không chị ạ, vì trẻ trẻ mà trẻ trâu mà cũng không 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 không, không ai sợ ái cả đấy. Nhưng thực ra thì em hiểu là sẽ có nhiều người là sẽ có thể có cái cảm giác đấy, và như bây giờ là em đang có cảm giác đấy đây, khi mà như em vừa nói là gần đây có cái xu hướng về blockchain, về GameFi nó rất là hot và nó lấy đi rất nhiều người của studio và rất nhiều những bạn xung quanh mình, thậm chí thấp hơn mình cũng lại tìm được những cơ hội tốt hơn rất là nhiều. Đấy, và mình hoàn đúng ra là mình hoàn toàn có thể FOMO, mình thực ra là cũng đang hơi FOMO một tí, nhưng mà em nghĩ là mình nên tập trung focus vào bản thân mình là quan trọng nhất. Thứ nhất là mình có tốt hơn lên hay không, và thứ hai là điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc, điều gì là quan trọng đủ để khiến mình hạnh phúc. Thì như cái thời điểm hiện tại thì em vẫn xác định rằng là cái điều khiến em hạnh phúc sẽ là, thứ nhất là gia đình, và thứ hai là sẽ là việc đảm bảo rằng Game Loft Studio là một cái nơi mà tất cả các bạn sinh viên mới ra trường có thể vào và còn đang ngu ngơ chưa chưa biết gì về thế giới làm việc, và đảm bảo là sau 1-2 năm thì các bạn ấy sẽ là những người làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có ý thức chủ động, có khả năng giao tiếp, có khả năng làm teamwork. Và vẫn em vẫn hay nói đùa là bây giờ game loft thì nó có game loft 2 3 4 5, tức là luôn có rất nhiều bạn đi ra mở các cái studio khác và cũng lấy người ở game loft, và game loft như kiểu là một cái nơi đào tạo cho ngành game ở Hà Nội ấy. Thì thực ra nó lại là một cái mà cá nhân em vẫn cảm thấy happy bây giờ đấy. Khi mà mình biết được là mình có thế mạnh gì, mình hạnh phúc nhờ những cái giá trị gì, mình có tốt hơn mình của ngày hôm qua không, thì đấy là những cái mà quan trọng nhất. Còn nếu mà để so sánh thì vô cùng, so sánh thì vô cùng. Cảm ơn Dũng rất là nhiều. Có lẽ là chị nghĩ là trong cái lứa tuổi của chị em mình thì rất nhiều người đều đang đang có cái áp lực khi mà nhìn nhìn sang người bạn bè khác của mình.